Ờ cháu nhá, bây giờ có ông đi lấy cái rau diếp này về để ăn nhá, để rau này rau diếp ngô nhá, rau ngô này, rồi, nhiều lắm, đây cây rau diếp, đây. Để lấy về đây, đây cây rau diếp này, rồi, bây giờ các cái lá này, ta hái các lá này, đấy, cây loại rau diếp này nó không cuộn, rồi. Rồi. Nhiều lắm. Đấy. Lấy về để ăn nhá. Ăn sống vì cái rau này nó không cuộn đâu. Đấy. Đấy, rau của cháu này, rất nhiều. Đấy. Rau này bát ngàn. Đấy. Cái dòng nhà mỗi nhà dòng được một cái luống này là ăn thoải mái rồi. Cái loại này nó không cuộn nhá. Không cuộn. Rồi. Cái này là mình sẽ gọi là rau diếp ngô nhé. Rất nhiều. Luống này này. À, nó không cuộn đâu, rau này dạng này nó không cuộn nhá, không như cái loại rau xà lách thì nó cuộn, nhưng rau này loại rau diếp là nó không cuộn, đây, nhiều các cái lá nó đã bị ấy rồi, không giới thiệu cháu lấy về này cơ, cái này là cho gà, này, cho gà, còn lấy ăn sống này là tao lấy cái non. Ấy. Cái này cái loại này là rau ngô, rau diếp ngô nhá, nó không cuộn đâu, ta về ta ăn sống đấy. Kết hợp với các loại rau nữa là ăn rất ngon đấy. Đấy. Rất nhiều. Đây là cô ông đi lấy là rau này lá này về để ăn sống đấy. Nhiều lắm, không mỗi nhà có một luống này là ăn thoải mái tốt này. Cháu theo đây. Cây nó cứ tỉa cái lá ra là nó lên rất đẹp, nó lên là cứ thế nó lên rồi. Ta tưới nước sạch, ta ăn sống này là ta tưới nước sạch chứ, ta chỉ bón lót ở dưới thôi, còn trên là ta phải tưới nước sạch nhé. Nước sạch thì ăn mới tốt, tốt cho sức khỏe. Ông có dòng có trong dòng có mấy mấy luống này, có một luống hai luống ngắn ngắn thôi, ăn thoải mái, ăn không hết, người thấy người ta bán nhưng mà đây ông dòng để ăn thì không bán đấy, tất cả. Thì làm nông nghiệp là phải có cái rau này thì ta không phải đi mua mấy, nếu mà ta mà không có rau này ta đi mua thì rau thì nói chung là người ta trồng là nó không, nó xanh non nhưng mà nó không được đẹp, không được tốt cho sức khỏe. Đấy. Rất nhiều.
kia nó to to cây nó phải để nó cứ lên như cây này, này. Đó, lên cây này là nó thế nó lên thôi. Một cái loại này nó không cuộn nhá, rau là diếp ngô không cuộn đâu. Ăn ăn sống rất giòn ngon, chứ phải trồng được cái này mình trồng lấy thì nó phân do thì mình tưới nước sạch thôi thì nó sạch ngon. Đấy. Nhiều tất cả cái vườn này rộng lắm. Nó cũng loại rau diếp nhưng mà nó này rau diếp ngô nhá, nó không cuộn mấy, không cuộn đâu, cứ để lá nó cứ thế nó lên là nó cứ lá rồi, cứ lên lá rồi. Tất cả các vườn rất nhiều rộng, rau diếp rất nhiều. Vừa rồi cũng cùng với ông đi này hái rau diếp này, tất cả loại rau diếp này. Cái này đúng là cắt thì nhưng mà ta chỉ tại tỉa lá thôi. Đấy, cắt để ăn sống nhà trồng được. Ta mua hạt về thằng ta rắc, ta trồng nhá. Thì rắc nhiều nó dày quá là không tốt lắm. Không hái được rổ đây. Đấy, lá này tí mang về để ăn sống. Nhà ít người hái ít thôi, hái nhiều không hái đâu ăn đấy, nó hay hơn. Nếu mà hái nó nhiều về nó để nó héo đi không tốt. Ta ăn sống là ta ăn này cho nó giòn ngon. Đấy. Đây là cái dạng rau sạch nhá, mình tự làm lấy là rau sạch. Nó cũng hay mấy loại rau diếp, rau diếp này là cái loại có loại xà lách thì nó cuộn, như rau diếp này nó không cuộn đâu, toàn bộ nó cứ thế nó lên thôi. Thì xong là ta cho vào ta tha hái về, xong rồi ta cho vào ta rửa sạch đi, ăn sống. Thế vừa rồi cũng giới thiệu với các cháu cùng mấy ông này đi hái ít rau diếp về ăn nhá. Các cháu thấy hay cho nút like, nút thích, đăng ký kênh nhá. Chào các cháu nhá. Chúc các cháu mạnh khỏe nhá, làm ăn kinh tế giỏi nhá. Xin chào.